Rồi, lần thứ nhất bắt đầu, đứng từ từ đứng vào nghiêm túc đó. Thầy coi 5 4 3 2 1 đã. Hai bạn con đứng vào tờ giấy đi, đứng vào tờ giấy, không được để lòi chân ra ngoài. Bạn tranh giai vô luôn, đứng trên cái chân chị luôn cũng được. Ẻm lên, từ từ ẻm, chưa ẻm đâu, trò đang lần ẻm. Chân dây dây sao vẫn còn này. Đó, chân dây dây sao vẫn còn. Đi vào hết trong tờ giấy. Đứng từ từ cái đã, mới có lần một mà chuẩn bị rớt rồi. Rồi, chuẩn bị thầy đếm này. 5 4 3 2 1. Rồi, đội nào thua? Đội đây hai bạn đây thua rồi. Ba đội còn lại thấy. Rồi, chuẩn bị tiếp tục. Thầy Tuấn xếp tờ giấy lại. Thầy Tuấn hả? Thầy Tuấn xếp 1/3, 1/3 thôi đó. Thầy trưởng xếp 1/3 thôi nha. Càng về sau là càng khó khăn, là các con phải làm sao làm chân này đứng lên chân kia, hoặc là ẩm, hoặc là cõng, hoặc là đồng đồng, hoặc là như thế nào đấy. À, được chưa, hiểu chưa? Xe chỗ bây giờ là thầy bác gắt gao lên nè. Chuẩn bị lần thứ hai của trò chơi đoàn kết bắt đầu. Vào bên trong đây, đứng từ từ đã, không lật đật gì hết, không lật đật, để thầy thấy nghiêm túc là thầy đếm. Chuẩn bị xong chưa? 5 4 3 2 1. Đội thứ hai ra phía sau, là cái chân ra phía sau nhiều quá. Đội thứ hai, mời đội thứ hai về chỗ. Còn hai đội xếp tờ giấy lại tiếp tục. Được, còn 5 giây được, thả em xuống rồi cho đỡ mỏi. Tiếp tục xếp tờ giấy, thầy trưởng xếp lại đó. Hai cái đội này bây giờ đưa ra rất nhiều chiến thuật để chiến đấu. Đúng chưa? Để nó chơi. Từ ra đó con, ra đã. Chú ý là đứng vào hết tờ giấy nha. Cái gót mà lòi ra là vẫn bị. Lần thứ ba với trò chơi đoàn kết bắt đầu. Cứ đứng vào bình tĩnh, đứng vào sửa sang đàng hoàng đi. 5 4 3 2 1. Anh đeo thua. Đụng cái chân bên đây rồi. Thôi, đội giành giải nhất. Rồi, chúc mừng. Giành giải nhất, xin mời cô Biên lên bên trên trao hai gói quà cho đội nhất. Mời mấy đội thua về chỗ, không có quà thua. Tại vì năm nay là một năm hết sức khó khăn. Nên là đội thua là về vị trí, không có quà. Chỉ đội thắng giành có quà thôi.